Nhà có mấy người con, có anh có chị đàng hoàng, có anh có chị cơ hàng, cũng có người may mắn giàu sang. Nhà có mấy người con, nhưng sao không ráng lo tròn, không ai mãi mãi quan tâm để út buồn mình hơn tuổi thân. Nào đi trước ngày mai, mấy ai sống được trên đời, cớ sao chẳng chịu chung lời cho cha mẹ ta có niềm vui. Đừng cha mẹ già nỡ nào bỏ rơi. Người đời nói câu, người đời nói câu, giàu út ăn, nghèo thì út chịu, nghe trong lòng sao thấy buồn thiu. Phần làm con ai cũng như ai, sinh chung một mẹ nỡ nào tin. Lời vậy mà khi lớn khôn rồi còn quên cha mẹ chẳng lời hỏi thăm.